Vậy chúng ta không biết được đặt tay chỗ mặt của mình. Hai vị ung thư đặt lên chỗ ung thư của mình. Hai vị đau khổ đặt lên chỗ đau khổ của mình. Hai vị thất thố, hãy đặt lên chỗ thất thố của mình. Và hãy thứ bốn này, con tin Chúa chưa đặt cho con. Chúng ta là lòng chúng ta tin, miệng chúng ta nói ra, chúng ta được đúng. Ngày chúng nói rằng, Giê-xu ơi, xin thương xót chúng con. Giê-xu ơi, xin dừng chân đại chúng con. Giê-xu ơi, xin đặt tay của Ngài trên thân con. Trong danh của Chúa Giê-xu, con ra lệnh cho bệnh tật ra khỏi thân thể nhân con trong dòng. Tất cả bệnh tật ra khỏi thân thể của người đàn ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye. 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 B